3. Rồi, chuẩn bị chưa? Câu cuối cùng. Câu cuối cùng để cho đi làm việc khác. Các bạn thấy không? Đây, cái số tôi làm YouTube á, đôi khi á là tôi không muốn than với các bạn, đôi khi xuất hiện trên video lúc nào cũng muốn vui vẻ nói cười thoải mái với các bạn, nhưng mà đôi khi là quá nhiều những câu hỏi thắc mắc, mà những câu hỏi nào câu hỏi đó nó cũng nặng đô, nó cũng đòi hỏi phải suy nghĩ hấp búa để tìm hiểu kiến thức để mà giải đáp các vấn đề về tập luyện cho các bạn. Nó nói sơ sơ hết 35 giây rồi, giờ vô vấn đề chính của câu hỏi nè. Rồi, vô chuẩn bị tập trung nha. Phải tập trung chứ. Em bị té xe và em nên nghỉ tập. Và em nghỉ tập thì khi em tập lại em nên tập nhẹ hay tập mức cũ? Giờ té xe nó có nhiều loại lắm bạn. Nhẹ thì bạn bị chảy xước, nặng á thì bạn bị bong gân tay chân, nặng hơn một chút thì gãy tay gãy chân, còn mà nặng hơn nữa thì thôi chia buồn với bạn. Nói chung là khi mà bị té xe đó là bạn bị một cái chấn thương nó từ nhẹ đến nghiêm trọng. Và khi mà bạn ví dụ bị những vấn đề về gãy tay gãy chân á, bạn cần phải đi gặp bác sĩ để hỏi các vấn đề về tập vật lý trị liệu để nó phục hồi chức năng vận động của cơ và xương trên các phần bị tổn thương. Những trường hợp ví dụ như đứt gân, đứt dây chằng, gãy xương, phải mổ ghép nẹp kim loại các loại, cái vấn đề đó là nó nặng lắm, có khi bạn mất một năm trời bạn không tập luyện lại được cái gì hết đó. Mà khi mà bạn bắt đầu lại á, thì bạn phải đi gặp bác sĩ để biết được cái động tác nào. Bạn có thể đem thẳng cái video của tôi lên, bạn hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, con bị té xe rồi, con phục hồi lại vậy rồi, giờ tập lại cái bài tập này với động tác giống như vậy được không? Bác sĩ sẽ hiểu vấn đề đó rõ hơn tôi thiệt luôn. Thế bác sĩ chúng ta nhiều người rất là giỏi, bạn nên hỏi họ trước cái vấn đề khi mà bạn bị té xe. Còn giả dụ như khi mà bạn chỉ bị chảy xước và bạn không phải nhập bệnh viện, thì chuyện bạn đi tập lại, bạn tập lại một cái lịch tập, thì bạn bắt đầu phải tập lại nhẹ nhàng, tại vì bạn đã nghỉ một thời gian rồi, cơ thể của bạn nó hơi căng cơ cứng, nó cái tỷ lệ cơ nó hơi yếu hơn bình thường, hô hấp của bạn nó cũng hơi yếu hơn bình thường, tim mạch của bạn nó cũng yếu hơn bình thường, và bạn phải bắt đầu lại với những điều đơn giản nhất: jumping jack, hit dog, squat, burpee, rồi sau đó mới tập squat đồng tạ, cầm tạ đơn bước hay đẩy ngực, tạ đơn barbell press, ép ngực, dumbbell fly các kiểu đó. Bắt đầu từ những điều nhẹ nhàng cho nó quen dần, và nhớ kiểm soát cái thể lực, cái thể trạng, sức khỏe của mình. Cảm thấy là nguy hiểm hay đau quá, chấn thương quá, đừng ráng quá cố, cố quá cố nha. Vậy đó, nên tập nhẹ lại, tập từ từ thôi, cảm nhận một chút và sau đó thay đổi, tăng dần lên, bạn sẽ khỏe lại. Và trước tiên nếu bị nặng đi gặp bác sĩ giùm tôi cái nha. Tôi không phải bác sĩ, mặc dù nhà tôi bác sĩ nhiều lắm. Rồi, vậy đi. Rồi, ok, bye bye. Bye các bạn nha.